Tuần qua, trong khuôn khổ ngày hội khởi nghiệp của diễn đàn Mekong Connect 2022, đoàn doanh nghiệp khởi nghiệp SKC của trung tâm BSA với hơn 30 thành viên đã tham quan tìm hiểu tại các dự án khởi nghiệp doanh nghiệp vườn ươm tại thành phố Cần Thơ. Tại cơ sở sản xuất dược trà của chị Đoàn Thị Hồng Thấm, giải nhì cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022, các startup đã được tìm hiểu quy trình sản xuất các loại trà thảo dược từ nhiều loại rau củ gia vị như tía tô, gừng, đinh lăng, rau ôm, diếp cá, sả, chanh, cà gai leo, hoa cúc, lạc tiên, v.v. Trong 12 loại trà thảo dược do đơn vị này sản xuất, có đến 5 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Đoàn còn tìm hiểu quy trình sản xuất kinh doanh của dự án Lekima Sấy Dẻo, giải cộng đồng cuộc thi dự án khởi nghiệp lần 8 năm 2022. Thì em thấy đúng là đi từng nơi thì có nhiều điểm hay khác nhau, và nói chung là với tinh thần học hỏi á, nên là em thấy rất là hay. Ví dụ như tới dược trà đi thì thấy máy móc nè, rồi cái ý tưởng từ cái người giám đốc biến cái nông sản thành cái dược liệu. Dạ, thành dược liệu thì nói chung là thấy rất là tốt, và nói chung là nó tiện lợi cho cái người dân mình hơn, rồi nó thêm cái phần sức khỏe. Hiện tại là bên em cũng chưa có đầy đủ máy móc, thì ban đầu mình chế tạo thô sơ theo kiểu truyền thống này kia, thì cái nói chung thì theo cái kiểu lành và sạch thôi. Nhưng mà để mà ví dụ như em muốn làm ra cái sản phẩm mà kem chống nắng đi thì cần đầu tư máy móc nhiều hơn này kia, thì em thấy như bên đó là hỗ trợ là ok, rất là tốt. Trong khi đó, tại Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc, các thành viên trong đoàn tìm hiểu các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Vườn Ươm này. Không chỉ hỗ trợ văn phòng làm việc, Vườn Ươm còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu chuyên sâu, chế biến sản phẩm cho đến các hoạt động liên quan đến việc bảo quản sản phẩm. Hôm nay tôi rất là ấn tượng với là Vườn Ươm Việt Hàn vì cái sự chuyên nghiệp của mọi người ở đấy, từ cái việc mà hỗ trợ các cái đơn vị khởi nghiệp nghiên cứu về cái sản phẩm, sau đó đưa cho các cái đơn vị đó để họ thử nghiệm sản phẩm, sau đó mới chuyển giao công nghệ. Thì đó là một cái quy trình mà gần như là tất cả tập đoàn lớn đều làm được. Tuy nhiên đối với những cái đơn vị khởi nghiệp như nhỏ thì là nó là một quy trình mà tốn kém. Thì Vườn Ươm Việt Hàn thì đã làm được cái điều đấy. Thì tôi tìm thấy là cái cơ hội mà đối với những cái sản phẩm sau này của mình cũng có thể kết hợp được với bên Vườn Ươm Việt Hàn để mà nghiên cứu trước làm sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu mới của khách hàng. Vườn Ươm thực sự mình rất là ấn tượng, tại vì là họ có rất là nhiều thứ mà doanh nghiệp rất cần. Với những cái thứ mà họ đang có đó thì rõ ràng là họ hoàn toàn có thể chuyển giao và họ giúp doanh nghiệp cải thiện rất là nhiều thứ như vậy. Thì với một cái mức phí mà hồi sáng mình hỏi các bạn đấy thì thực sự là nó quá ư là phù hợp để cho chúng ta có thể kết nối, và họ có thể là giúp chúng ta rất là nhiều để chúng ta đỡ mất thời gian và công sức làm việc đấy. Và họ đã được đầu tư rất là bài bản về máy móc, thiết bị và hoàn toàn có thể tư vấn cho chúng ta về kỹ thuật luôn. Thì thực sự là mình rất là ấn tượng, và chúng ta nên tập trung vào cái việc là làm như thế nào để chuẩn hóa và làm thế nào để có thể ra sản phẩm tốt rồi. Còn cái người mà kỹ thuật kế bên là cái Vườn Ươm quá tuyệt vời. Trở về với lại là cái vườn của bạn là Lê Kima, mình cảm thấy bước vào mình cảm thấy là một cái sản phẩm mà nó rất là gần gũi với tự nhiên, với thiên nhiên. Nhưng bên cạnh đó thì các bạn đã khắc chế được một số các khuyết điểm của cái sản phẩm đó, làm nâng tầm giá trị của sản phẩm đó lên. Và đây là một trong những bạn khởi nghiệp mà mình cảm thấy rằng là rất là tâm huyết, và thực sự là các bạn có trình độ và học hỏi. Và tôi nghĩ rằng là những cái sản phẩm địa phương như thế này mang cái bản sắc của địa phương của chúng ta, và lại là khắc chế được những cái yếu điểm, thì sẽ đi rất là sâu và rất là dài trong tương lai. Một điểm ấn tượng không kém đó là các thành viên trong đoàn còn được học hỏi kinh nghiệm trong việc xây dựng làng du lịch sinh thái cộng đồng và phát triển làng nghề bánh dân gian Nam Bộ tại khu du lịch Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ. Trước khi đến Cồn Sơn, đa số các doanh nghiệp tham gia chuyến đi không thể hình dung một mô hình du lịch bền vững ở đây được xây dựng như thế nào. Tuy nhiên, khi được gặp gỡ trao đổi với những nông dân của hợp tác xã du lịch Cồn Sơn, họ đều chung một tình yêu với thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường trong từng hành động, hướng đến sự phát triển bền vững. Theo tìm hiểu, so với sản xuất nông nghiệp, thu nhập của các hộ dân tham gia vào ngành du lịch tăng hơn 300%.
tôi chỉ nghĩ đơn giản là đến Cần Thơ thì chỉ đi thăm đến chợ nổi Cái Răng là hết. Tuy nhiên rằng là được tiếp xúc với là một cái mô hình nó rất là bền vững bằng cách là sử dụng những cái vật liệu thiên nhiên đây để đan thành những cái vật dụng như là giỏ sách hay là võng, thì đó là và cũng đồng thời biểu diễn cho khách du lịch xem để nâng cao cái ý thức về bảo vệ môi trường trong cái giai đoạn biến đổi khí hậu. Chính vì vậy mà đây là một cái mô hình mà tôi tin là nếu mà đem về Thanh Hóa để cho những cái anh chị khởi nghiệp ở Thanh Hóa có thể sử dụng, có cái ý tưởng mà mình kết hợp với những bà con địa phương để làm sao sử dụng những cái nguồn nguyên liệu của địa phương mà ra những cái sản phẩm nó bền vững hơn, đồng thời tạo ra những cái tour du lịch lan truyền những cái ý tưởng tốt đẹp như thế này đến với mọi người. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tham quan cùng đoàn các bạn thanh niên khởi nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian trong năm vừa qua cùng với quỹ hỗ trợ thanh niên thì tôi đã có điều kiện tiếp xúc làm việc rất nhiều với các bạn trẻ thanh niên làm khởi nghiệp, nhất là đồng hành cùng các bạn qua cuộc thi thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo. Thì qua quá trình đấy thì tôi cũng nhận thấy là một cái vấn đề là các bạn trẻ là rất yêu sản phẩm của bạn, rất say mê hoặc sản phẩm của các bạn. Thế nhưng có một nhược điểm là chính vì yêu quá, vì say mê quá, các bạn bị cuốn hút vào sản phẩm, vào câu chuyện của mình mà không có được cái thông tin là những người khác, những người xung quanh hoặc là những người ở vùng khác họ có đang làm giống mình không, hay là họ có cái điều gì khác với mình không. Qua cuộc hành trình này từ sáng đến giờ tôi đi cùng các bạn thì tôi thấy là bản thân các bạn cũng đã nhận thấy được là có rất nhiều ý tưởng các bạn nhìn và các bạn liên hệ đến cái việc bạn đang làm. Các bạn học hỏi được rằng là ở đây người ta có làm cái gì tốt hơn mình không? Mình làm liệu ý tưởng của mình là có trùng với ai đấy không? Hay là liệu ở đây có những gì như ví dụ giờ sáng nay đến trung tâm Việt Nam Hàn Quốc vườn ươm khởi nghiệp thì tôi thấy là rất nhiều các bạn trẻ hỏi, rất nhiều các cô hỏi. Các bạn nghĩ rằng là có thể là ở đây là sẽ có những điều kiện để giúp đỡ các bạn gặp một số vấn đề, đặc biệt là trong vấn đề về kỹ thuật. Tiếp đến là tôi cũng nhận thấy là có một vấn đề là các bạn trẻ thanh niên khởi nghiệp nông nghiệp ấy, hay mắc phải là các bạn chưa đầu tư, chưa chú trọng đến về mặt mỹ thuật của sản phẩm. Sản phẩm mặc dù rất nhiều sản phẩm tốt nhưng mà chưa đủ đẹp để hấp dẫn với cả người tiêu dùng. Nhưng mà trong cái cuộc đi này thì tôi, đặc biệt tôi là rất là ngạc nhiên khi thấy là ví dụ như là chúng ta đang ở trên một cái Cồn Sơn là địa điểm du lịch cộng đồng của những người nông dân. Nhưng mà những người nông dân ở đây họ hoàn toàn có ý thức về việc là mỹ thuật. Các sản phẩm của họ rất là đẹp, rất là thân thiện môi trường, mà dù là toàn là những người nông dân họ tự sáng tạo và tự làm ra. Tôi lấy ví dụ như là trên cái nhà bè chúng ta đang đứng là nơi trưng bày sản phẩm của hợp tác xã. Thì một chi tiết rất nhỏ mọi người có thể thấy là các cái song cửa hoàn toàn là rất là khác biệt, hầu như là không có song cửa giống song cửa nào các họa tiết, mặc dù những người nông dân làm nhưng rất sáng tạo. Thì đấy là bản thân những người nông dân khi mà họ làm những sản phẩm du lịch họ đã rất là chăm chút cả đến vấn đề là mỹ thuật. Thì các bạn trẻ khi làm khởi nghiệp thì cũng nên chú ý đến cái việc thiết kế mẫu mã thương hiệu, nhận dạng thương hiệu sao cho thu hút được khách hàng. Trước đó cũng tại diễn đàn Mekong Connect, lần đầu tiên ban tổ chức thực hiện chương trình phiên chợ khởi nghiệp xanh với nội dung kết nối thị trường, xúc tiến thương mại dành cho gần 150 doanh nghiệp khởi nghiệp và các chủ thể OCOP xuất sắc. Không chỉ trưng bày hàng hóa, bán nông đặc sản, sản phẩm OCOP 4 năm sau, phiên chợ khởi nghiệp xanh có nhiều hoạt động sôi nổi khác như giao lưu chia sẻ kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm xuất khẩu đến các thị trường lớn, kết nối với các siêu thị trong và ngoài nước.